các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hôm nay Hải lại đưa cả gia đình đi chơi chợ phiên các bạn ạ. Lâu lắm rồi thì mới quay ở gần nhà Sapa, thì hôm nay đưa các tráng sĩ nhà mình đi chợ phiên để ăn. Đây anh cả này. Bi à, chào ba cả. Đây là anh hai này. Đây là anh Bi này. Đây là bạn Hải Nhi này. Hải Nhi chào mọi người chưa? Chào các bạn. Đó. Ê, đi chúng ta đi vào chợ đi. Kiếm cái gì đó ăn. Đây mọi người thích ăn gì nhỉ? Ăn xôi. Hả? Sao lúc nào cũng thích ăn xôi đấy? Đồ này khỏi ăn xôi đâu các bạn ạ. Xôi bà con ở trên này đồ ngon đấy. Đây đi sang bên này. Hả? Xôi thịt đông. Xôi thịt đông. Xôi thịt đông. Ở đây chỉ có xôi đùi gà, xôi đùi lợn. Hải Nhi là năm nay mấy tuổi rồi Hải Nhi nhỉ? Năm đâu mà năm. Đây là cái khu vực bán cái đồ. Đây nhiều váy của Hải Nhi chưa? Hải Nhi ơi, tí ra đây chọn váy nhá. Đây này. Váy của trẻ em đấy, thấy chưa? Đây này, váy váy em bé này, xinh này. Trên dưới mấy tuổi? Con 5 tuổi. 5 tuổi đây. Đẹp luôn. Cái bộ vàng vàng này đẹp phết luôn nhá. Tí ra nhá. Hay là bao tiền một bộ này nè chị? Đâu này cho em bộ nào chị? Đâu đưa một bộ kia thôi nào. Mặc làm cô gái bản luôn. Đấy, bộ vàng vàng ấy chị ạ. Cho Hải Nhi thử luôn. Đấy. Đúng rồi. Thích bộ vàng hay bộ xanh? Lấy bộ đấy. Thử nào, bộ, bộ thổ cẩm bên trong nào chị? Bộ vàng này thôi ạ. Thử lấy bộ bên đây. Thử bộ xanh nào. Bộ quả thanh long các thứ gì đó. Đâu Hải Nhi thử mặc thử xem đẹp không nào. Đây bộ thấy bộ. Bộ nào đẹp nhỉ? Mặc chùm lên luôn cái bộ này luôn. À cái này là liền đấy chứ, nhìn vào kiểu này nhưng mà váy áo luôn. Cầm một con thử à? Ok. Nào Nhi ra đây. Nào ra thử. Ê, ra thử, ra thử. Bỏ mỗi áo ra thôi à? Đấy, chùm phát lên là được, không cần mặc lên thấy là luôn là được. Chùm. Đấy. Thấy xem vừa chưa đấy, vừa thì mới bỏ áo ra đúng không? Ok. À, sợi ơi, mặc luôn như thế cũng được. Mặc luôn này luôn á? Quá xinh luôn. Này, nào đội mũ vào. Được, nhưng mà kệ bố đang bảo mặc như này. Đi bỏ áo ra ngoài mặc áo này. Thế thì bỏ áo trong ra đi. Còn đâu, không cần. Từ từ xem nào, từ từ. Phải cởi cái bộ ngoài chưa? Đây, Nhi đang bảo như này. Thế à, suốt ngày xem kênh của anh à? Đây nhìn luôn bên tay ra. Cái lan này bao tiền đấy hả bác? Ý là chắc không biết tiếng à? Bảo cô bao tiền? Cái này bao tiền cô? Không biết tiếng à? Anh ơi anh bảo em là ông bảo bao nhiêu tiền? Là bao tiền đấy? To nó ăn to này. Thế to. Rồi cho vào cái đi một toa. Cho vào đấy. Đâu đâu con xem nào ông, con xem tí. 109 á? Không phải là 200 mà lại là 109. Cái này tàn hết rồi. Mùa này nó thế rồi, sang năm nó mới ra. Sang năm nó ra cái loại này này. Nhìn giống như kiểu hoa nhựa ấy nhỉ? Bây giờ nó cái loại này nó ra ba màu này. Thế à? Sang năm đến mùa này cành này nó ra cái cành. Thế là bao nhiêu tiền? Có cho vàng nữa nè. Có cho vàng á? Bán 100 được không? 100. Nhà cho nó không bán thì thôi. Cho không bán à? Thế 200 nhá. 200 không bán. Chỉ lấy 109 thôi. Thế chỉ lấy 109 nữa à? Thế mới hỏi lại là bây giờ anh giả 200.000 không bán là kiểu gì? Không bán. Ốc của cho cái mới à?
Là cái gì? Ok không? Con đùa ông thôi, đây con gửi ông 200 nhá. Là sao? Ông bảo gì? Ông bảo 200 ok chưa? 190 thì không đâu. 200 thì không bán mà đúng 190 thôi. Bảo là con gửi ông nhá. Thấy ông à, thấy ông mà bị đau chân. Ủng hộ ông thôi. Nên là ủng hộ ông. Mà. Đây ông bị đau chân này, con nhìn này à? Cái này là trồng chú tốt thì nó đau hơn nhiều lắm. Chị cảm ơn nhá. Này về treo ở nhà hàng các bạn ạ, cho đẹp. Này ông đi rừng xa lấy ông hay ông trồng sẵn ở nhà rồi? Ông có nói được tiếng mấy đâu mà. Rừng. Đây này, đầy phong lan đây này. Đấy. Cái cây này bao tiền? Cây này bao tiền? Ừ, đây đầy phong lan đây này. Cái này bao tiền? Cái này á? Ừ. 70.000. 70.000 à? Bị bà. Hai cây này là 100.000 được không? Cái này á? Ừ. Ok không? Ok. Ok à? Vâng. Mẹ. Thế hóa ra mình mua cái này vì đắt à? Ê, cho gửi ở đây đi, cho gửi ở đây. Tí nữa mình ra lấy. Chị mua được nhiều hoa đấy. Mày mang về để treo ở nhà hàng. 100.000 này. Đây. Anh cho em gửi cái này đây luôn, tí em ra lấy nhá. Được. Đây bị lỗ. Ở trên này còn mấy bông đẹp lắm anh. À thế à? Còn mấy cây đẹp lắm. Cho mình gửi luôn cái này ở đây nhá. Đây ngồi bó hộ vào được, bó hộ vào cái này được không? Bó hộ vào ấy. Nhá. Tí bó hộ vào nhá. Đi. Nào, get go. Đây là cái ấy à, mua được quả ớt nhỉ. À thế à? Về nhà mày ăn cơm à. Hôm nay đi chợ cảm thấy vui không nhỉ? Hả? Mẹ bảo hôm nay đi chợ như thấy vui không? Tí nữa mới mua. Bạn này đi chợ thì thích đi mua nhiều đồ lắm. Vâng. Em chào anh. Đây là thớt thớt nghiến à? Có phải hàng nghiến không? Hả? Không phải à? Đây là chợ phiên cán cấu các bạn nhé. Chợ này thì họp vào ngày thứ bảy hàng tuần. Đây có cả nho của nho. Con luôn này. Kia nho đây để ngâm rượu rồi. Nho này ngọt hay là chua? Chua. Chua lắm. Thế à? Ngọt á? Đi. Nếu mà ăn vào trong hạt thì nó sẽ chua. Tí nó quay ra mua ít để ngâm rượu nhá. Dạ. Chào anh Hải nhá. Vâng, chào anh. Ngay lên trên này đúng gặp luôn. À thế ạ. Con đi chợ à? Vâng, cho mọi người đi chợ. Chào bà nhá. Đâu nào, đứa nào thích ăn xôi này, mua xôi của bà đây này. Ăn xôi đâu, ăn phở luôn. À. Bạn hôm nay bạn bảo thích ăn phở. À thích ăn phở à? Thế đi ăn phở, tí ra mua xôi về. Sao? Rồi. Ok. Đây là bán phở. Ui giời, làm bát phở to thế nhỉ. Ăn đi. Đây này, xem nào, xem trong này có mồi gì không nào. Chào bà. Ui dồi ôi. Ông bà đông khách không? Ta có rồi gì đây này? Ui nhiều thịt chưa? Đi làm cái chân giò này không? Để cho vậy ạ. Hả? Ở đây là có món gì? Ui đấy. Bắp
Long mà ăn xôi là phải kèm với cái đùi này này. Đấy, đùi này mới to này. Xôi kèm với chân giò. Thì ăn gà ấy thì. Ok, thế thì đi tìm gà nhá. Chân giò to chưa? Ôi, cảm ơn ông bà nhá. Dạ, nó đi ăn gà đen. Cho đi ăn. Cho đi ăn gà. Anh ăn sáng chưa? Anh chào em, anh chào anh chị nhá. Đón hay xem kênh của Hải Sapa TV rồi. Ok, cảm ơn. Dạ. Tí nữa mình sẽ lên chợ trên kia chắc chắn là sẽ đấy, mâm lợn kìa. Chào đây. Đi, chúng ta lên phía chợ trên này. Trên này mới là chợ chính các bạn ạ. Còn ở dưới này. Hả? Con nhớ lúc đi Sapa có cái cô nào mà lúc nào cũng ăn cà mau với tí. Ồ, cái thằng quay phim này à? Không, mình đi tìm gà đi ăn đi. Cái thằng quay phim này không ăn à? Đây là ăn ong đậu mèn mén đây này. Đấy, em bé giỏi chưa? 1 tuổi, 2 tuổi em tự xúc phở ăn cái kìa. Đấy, thấy chưa? Luôn. Đấy, đi. Bạn Nhi ạ. À. Tí Nhi phải ăn ốc đậu mèn mén nhá. Sao? À, con ăn phở ăn bún. Khu vực phía dưới này là chợ bán thịt lợn. Cái anh ở cái cầu bậc này xây xong rồi đẹp nhỉ. Úi dồi, bà Nhi bà đi một tí rồi bà đã mệt rồi. Khu vực các cô chú bán rượu thì ngay góc kia. Đói quá. Đói quá đi kiếm đấy. Gà hay là lợn khắp đây. TV đây. Chào. Chào anh. Vâng. Dạ. Ok anh. Đây có con gà đen này anh Hải ơi. Này. Đây còn con. Chào bà nhá. Chào bà. Đấy, lượn lờ một vòng đây đã xem có cái gì không. Nó đẹp mẹ ơi. Dạ. Ơi. Hôm nay gia đình nhà mình đi ra chợ hơi muộn muộn, đâm ra là hình như là những cái món ngon thì đều hết rồi. Chào ông bà nhá. Vâng, xin chào. Xin chào các anh. Để xem có cái món gì ngon ngon à. À, chào các anh. Vâng. Hello, chào anh nhá. Vâng, dạ. Ok, thank you. Thank you. Nào, các bạn thích ăn gì? Hả? Dạ, ok, ok. Ôi, cái bì lợn kìa, ngon chưa? Đâu? Ăn ở đây luôn nhá. Thế đây chờ bố không? Ăn gì, chọn đồ. Sapa TV. Anh Hải đây. Rồi, 1, 2, đây, anh Hải nha. Anh Hải đi đây. Ôi, một bát mà nhiều thịt okay. Này là bao tiền đây anh? 20. Bát này 20 á? À, Hà Nhi à? 30 bánh nhỉ? Ok được rồi. Quá tài vấn đề. Dạ. Ok. À, bạn này bạn đi. Bạn này bạn ấy thấy à? Cái kênh ngưỡng mộ của anh Hải đây. Bạn này bạn ấy thấy kiểu mình đứng với là các cô nên là nó cứ kéo mình thôi. Khôn phết đấy. Đây mấy bố con thích ăn gì thì vào chọn đi. Ờ, cháu phở gà như gà thường. Gà. Gà đen này. Trễ này. Để các con thích ăn gì? À, phở gà thường. Hả, à, lấy gà kìa. Gà ngon đúng không? Vâng. Ok. Ok. Chả cho mình 4 cái đùi được không?
cái gà này. Ừ, mỗi người cái. Đấy, cứ chặt như thế. Mỗi người làm cái đùi. Ý là lọc theo kiểu cái thứa đùi. Lấy cả con thì xong lông chặt cái đùi nó có thể đi lại bán nó khó. Đấy, chặt nửa. Ý là chặt nửa cái phần đùi ấy, hiểu không? Đấy, phần đấy. Ok. Cảm ơn ạ. Ok. Bố. Ơi. Thì các cô chú quý mình thì phải xin chụp ảnh chứ. Đang thắc mắc là sao chụp ảnh với các cô. Hổ. À Nhi à, Nhi thắc mắc à. Đây cả cái đuôi cái này nữa. Bỏ hết cái chân đi, bỏ cái chân đi. Đấy. Lấy cả con đi. Lấy nửa như này thôi. Nhà anh này với cả cô chưa bán theo kiểu của mình ăn. Mình cứ bán nó cao tiền lên một tí cũng được mà. Đâu? Anh Hải nữa là mà Hải chính ở Cà Mau. Hôm nay gặp anh Hải. Bác Hải này về Cà Mau ăn cua này đúng không? Đúng rồi. Về nhà anh cua đấy. Cua Cà Mau. Hôm nay gặp Hải chính Cà Mau lên rồi. Ok. Chụp cho vô hình anh đi. Dạ. Bao nhiêu? Ok. Rồi. Không, anh cứ để em cái trên này nữa. Ăn cái này nữa con nhá. Đấy anh cho nửa cái này đi. Này cái này ngon này. Thơm lắm. Đây cho. Ăn cái này được không? Ăn này luôn á. Có ăn chê không? Đây đây cắt một nửa nữa nhỉ. Lâu lâu không ăn nắm hết chứ. Đi chợ phải một mỗi thứ thừa tí. Yeah. Đây, đấy đoạn bên kia thôi. Ít ít này nè. Hai lạng à, ok. Rồi anh thái luôn cho em. Đây là miếng ngon lên. Mỗi thứ một tí à? Thái to to ra ăn nó mới sướng. Đấy, được. Có nhà mình có ốc đậu không? À có ốc, ốc lợn không? Lần bỏ là sáng đây làm trong nồi. À nó ăn mất rồi à? Trong nồi ăn mất rồi. Bây giờ không có được ra nữa. Tí. À. Còn cái đuôi gà anh cứ để đấy tí nha, em khác tự làm. Tự đấy cứ để đấy nè. Đấy cho vào đấy. Rồi ok. Đâu cái này cái mõm à? Mõm đâu, mõm lợn đâu. Đây thái cho một ít này, thế này. Thế này. Không không lấy cái con mắt đâu. Bỏ mắt đi. Đấy. Đấy từ lấy từ đấy lên mõm luôn. Đấy. Thôi được rồi, không, chỉ lấy thế thôi. Thái ra đi. À, đấy, đấy. Ôi, bố ngồi sắp sập ghế rồi. Bố ngồi sắp sập ghế. Ba bố con bằng cân nhau mà. Hôm nay được đi chơi là sướng, hôm nay ra chợ này mát. À, hôm nay chợ này mát à? Cứ sợ okay. Bố đi đâu, tí thì đứng vào. Đấy, để vào cái bát này kìa. Này, ngon chưa? Bi làm miếng đi. Rồi, bi làm miếng. Khai mạc con miếng nào. Sao mày đi theo con đường của bố? Ok, bi đưa mũ đây, bi đưa mũ đây. Hả? Ngon. Bố đưa mũ của con đây, em cắt đi nào. Mũ chấm đi. Có phở với cả. Vâng, làm ăn được chấm đi ạ. Mới làm cho chồng mình mấy bát phở không nhá. Để cho các bạn ấy ăn đây, cho thịt vào. Đây nha. Đây, mời cả nhà. Đấy. Đây, bát của Nhi, bi chấm vào đây nhá. Đây. Thế bạn Nhi ăn cái gì? Bạn Nhi chả ăn con thịt trắng rồi. Đây. Bát này cái gì đấy? Này. Cảm ơn chưa? Bỏ cái đũa ra, cầm tay đi. Tí nào. Đây, cái này cho Hải Nhi nhá. Hải Nhi ăn cái xương này nhá. Ok không? Hải
gặm hẳn cái này. Hải Nhi cầm cái này. Đây cho Hải Nhi. Ui. Con gà này mới là ngon đấy. Gà này mới đỉnh cao nha. Đấy. Không? Không có gì ăn được bên trong. Đây cho mẹ một cái. Đùi. Đây mở cả nhà. Nha. Nhưng mà cái này hơi cay cay đi nhá. Ê đi chấm bằng này. Có rồi. Nhà tự nuôi à? Vâng. Nhưng mà nhà chị ở Biên Liêu á, cứ một phiên là mổ hai con ba con. Chân lèo á? Ở bên đồi nương ấy. À. Chị nuôi chân nương à? Con nữa. Nữa như thế. Ăn con nữa. Ăn ít thế. Thế tí con ăn ốc. Ở đây em bà con em bán hàng ở đây là một tuần bán có một lần thôi. Đâm ra là bà con cũng nuôi được mang ra bán luôn. Ở đây làm gì có khoai tây chiên. Nhưng mà con này luộc kỹ quá, quá lửa, nhưng mà hơi mềm. Đúng ra là luộc vừa tới thôi, nhưng nó ngon, giòn. Nhiều anh em cứ bảo ông Hải này ăn cái gì cũng khen ngon, nhưng mà phải nói thật với anh em à, bởi vì là nó ngon rồi thì mình mới ăn mà. Ok em quan ngon. Đúng rồi, đang ăn thì đấy. Nào, Nhi. Nhi ăn thịt trắng à. Đây, cho Nhi tặng thịt trắng luôn. Bạn này ăn thịt trắng này giỏi lắm. Nhi, này, bạn ơi. Trắng này thì bố Hải mua vừa. Cái ống đậu nhà này ngon này. Anh ăn hết bát này không? Ờ, cái bát này nó mẻ sao nhỉ? Nó cứ đổ ra người. À, chiên tiếp đi. Xong rồi tí ra lau sau. Đây. Đấy, Bi cũng làm phát hết lửa đùi luôn à. Rồi, mời anh em nhá. Xin phép cầm hẳn cái này lên. Mấy ông anh đằng kia chắc là mới bán được trâu. Hả? Chị đang khoe này, em nhai mãi. Ai thắng trước người chiến thắng. Ai thắng trước. Còn ngoan đâu. Nhìn một tí. Như ăn một miếng cơm to á. Bạn Nhi là lúc nào là người chiến thắng không ạ? Nhi ăn hai miếng nha. Ăn thi nha. Ăn thi nha. Không ăn trứng này đâu. Đây. Da giòn. Bé. Da giòn đúng không? Bé làm ăn đi nhá, bố ta làm ăn. Có một tí à trời. Mẹ là người chiến thắng rồi. Hổ à, ăn hơi yếu quá nhỉ. À, hổ ăn hơn hết được kìa. Hết một đùi luôn, yếu gì. Lực ăn của hổ là khét đấy. Chứ là cũng hay cho mấy tráng sĩ nhà mình đi quay một khói qua, nhưng mà mấy ông ấy ăn tiết hơn cả mình, béo quá rồi thôi. Đã xong. Con là người đánh trước mẹ rồi. Con chọn đi, một là ăn bún, hai là ăn ốc đậu. Ăn gà tiết đi. Dài gà tiết. Gà trên bản nó dai hả? Còn chỉ có gà mà không dai thì chỉ có gà có đang để các áp xê ấy. Gà mềm. Nhưng mà chơi quá. Bạn này ăn vào cầu rồi này, ăn từ lẫy này, xin thêm gà tiết.
ở bên dưới này là cái chẽ đây đúng không anh? Chẽ à. Ăn đi. Con đem tiền đóng bố à? Thôi chắc là cầm tay này, ăn chấm cho nó. Ơ, giấy này có bị ướt không? Này, to mặn nào, tớ hóa quả xương. Ê. Bị chơi hết cả quả còng ở đùi này về chắc là no ăn trưa luôn á. Ốc lọc nha. Làm miếng thịt lợn đi. Em có thịt lợn đấy nhỉ? Đâu? Đây anh em ạ. Đây là cái mõm. Là sao? Mõm lợn. Đây là món yêu thích của mình. Đặt tay vào đây. Ngó ở lợn đen. Ăn nghệ. Giỏi. Dai giòn sần sần. Ăn đậu không? Dai quá. Ông ấy cứ bảo là gà đây dai quá. Mẹ quay ăn thịt tiếp. Hả? Ăn thịt tiếp á. Đây. Bạn đây. Hải Nhi ăn rất giỏi luôn. Toàn ăn thịt trắng vừa lấy một cái lườn trắng này. Hải Nhi xứng đáng là người chiến thắng. Lúc đầu là chưa biết mùi vị. Bây giờ biết rồi à, cứ như này cầm ăn thôi. Này bạn đây. Anh Hổ làm bát phở nhá. Ăn bát phở đây này, anh làm phở đây. Làm hết cái đùi là bảo ngồi im no luôn. Mọi người thì ăn xong rồi. Chủ tịch bà xã mình đang đưa tụi nhỏ đi chơi nhưng mà thôi mình ngồi lại ăn một tí đã. Em thấy phở đây ngon không? Hello anh. Đạp. Quả trễ, trễ hôm nay trễ này gặp đúng cái trễ ngon. Nào. Đó. Đó. Rồi. Anh em ra chợ gọi thịt, gọi mấy phở, xong rồi gọi thêm ăn áo đậu nữa, là ok. Ăn kiểu chát. Mày ok chưa? Đó. À. Siêu ngon. À, lợn đen, nhưng mà bì rất là dày. Được thơm. Anh em nào đi ra đây thì nên thưởng thức nhé. Nào. Ngon. Ra đến chợ đó là thể dục cái khoang miệng đó hai anh em không, thể dục cái khoang hàm. Đây này. Ra đây gà này, nó là gà nó hơi dai dai, thịt lợn này nó cũng bì nó dày. Thôi, bây giờ mình ăn xong rồi đưa các bạn đi chơi chợ tiếp nhá. No quá rồi các bạn ạ. Chơi hết cái bát kia nó hơi hơi no. Giờ tiếp tục đưa anh em đi chơi một vòng quanh đây nhé.
Ui, bà cụ ơi. Đây bà ăn gì để cháu lấy cho, cháu gửi tiền cho. Bà muốn ăn gì? Bà ăn xong rồi. À bà ăn xong rồi à? Trả tiền chưa? Chưa trả tiền. Đây cháu gửi tiền cho này. Bao nhiêu tiền? 20.000. Đây. Ok. 20.000 mà cháu. Đây 20.000 này. Thì là ok. Hỏi. Ok. Đây. Ok. Đây. À. Dạ. Vâng vâng. À đấy. Ok. Cái cổ mà bị sao đấy nhỉ? Cổ này bị kiểu biếu ấy nhỉ? Biếu cổ ấy nhỉ? Ờ. À. Rồi ok, chào bà nhé. Ok. Dạ. Xôi anh. Xôi à? Vâng. Ok. Giờ đi tìm đội nhỏ mình. Không biết là đang đi shopping ở đâu. Cái khu vực chợ này ngày xưa thì lụp xà lụp xụp thì rất là đông người, nhưng mà bây giờ xây khang trang đẹp đẹp thì lại vắng người. Hello. À, khám bệnh ạ. À? Ừ, khám bệnh ạ. Bác ở đấy là biết khám bệnh à? Bác này là biết là đâu dạ dày hay là đâu như cái nào thì mình khác biết ạ. À, bác phát là biết luôn, siêu nhỉ. Vâng, đây là lấy tay của mình khám xong là lấy cái thuốc nào phù hợp cho cái bệnh của mình, lấy thuốc cho nó. À, thế à, bây giờ cho sao mình mà bóp thì ra người đấy. Nhưng mà nói chung là bà con nên đi bệnh viện khám thì hơn. À. Đấy, ừ. Đây là khu vực bán cái đồ nướng. Đây là phao câu gà đây các bạn. Đùi gà. Hello. Ờ. Đây là chim à, chim cút à? Ờ. Chim cút quay. Chất lượng cao mấy ngày. Đôi tiên cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ. Anh. Hello. Bà con vừa rồi là cái vụ cái này là cái chổi chổi lúa mạch các bạn nhé. À, tấm mèo à? Xin chào. Hello. Hello. Hi. Quần áo trẻ em 10.000 đồng một chiếc. Đây là khu vực chợ bán lợn. Đấy, đã mua được một con rồi. À. À. Đấy. Đây anh em nhìn thấy bà con bán lợn chưa? Đấy, mang cứ buộc cái dây vào thôi mà. Con đấy bao tiền đấy hả em ơi? Ờ. 1.8 triệu à? À. Đây là tất cả những cái bao đây là bà con bán lợn hết các bạn nhé. Hở mỗi cái mõm thôi, nếu mà anh em nhìn kỹ thì thấy mõm. À, tương đối là nhiều du khách nước ngoài phải các bạn ạ. Không biết là những cái video mà mình quay này các bạn Tây có xem không nhỉ? Chắc họ xem nhưng mà họ không hiểu ấy nhỉ. Không cần ăn gì, mỗi người làm quả dưa là ok nhỉ. À. Đây cô làm quả dưa, cô xúc luôn. Đấy.
Làm ít măng này về ngâm đi. Cái này hạt gì ăn? Cái này hạt rau cải đây. Đúng không? Này phải cải mèo à hay là cải gì đây? Cải giỏi bên đó không? Cải mèo ấy, nó hơi đắng đắng. Hơi đắng đắng, hạt giống đúng không? Em tưởng nhìn hạt é. Cái khen này bao tiền đấy chú? 3,5 triệu. 3,5 triệu cơ à? Ôi dồi. 3,5 triệu khen này. Khen này là hàng thổi được nha các bạn nhé, không phải là hàng treo đâu. Cái này 3,5 triệu đấy. Ơi, cái này là cái khen mà. Nếu mà thổi cái này là mặt trẻ trẻ này là nhiều nhiều lắm đấy, nếu mà thổi tốt đấy, nhỉ. Đấy, ế quá rồi. Anh thổi một bài đi để tán nó đi. Em cảm ơn. Giờ mình đi qua lấy phong lan, sau đó thì đi lấy thêm ít đồ nữa các bạn ạ. Gà qué. Ơ, cái phong lan của mình đâu rồi nhỉ? Đây, bây giờ du khách bắt đầu mới đến này. Hello. Chắc là chủ tịch đã lấy rồi các bạn ạ. Thôi, sau đây có lẽ là Hải cũng xin phép kết thúc video từ đây. Chào tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video kế tiếp nha. Giờ phải đi tìm bọn nhỏ, không biết là nó chạy đâu. Bye bye, hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Sapa thì quá hợp lý các bạn ạ. Rất là dân dã, một cái gì đấy nó nguyên chất, nguyên thủy. Hợp. Các bạn lên Sapa thì không nên bỏ qua món ăn này.